Lời đầu tiên cho shop em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác và anh em đang theo dõi video của em ngày hôm nay các bác nhé. Đấy. Thì trong video này em sẽ lên và giới thiệu chi tiết cho các bác về một số cái mẫu bơm tay nhé. Đây đều là những cái mẫu bơm tay được em sử dụng khá là nhiều các bác. Đấy. À, bây giờ thì giá có thể nói là quá rẻ rồi anh em ạ. Đấy. Bây giờ các bác không mua thì bao giờ mới mua? Giá chỉ có vài trăm nghìn các bác sở hữu ngay một con bơm rất chi là xịn sò. Ngoài ra các bác mua một bơm sẽ được tặng theo một cái đèn pin siêu sáng như này các bác nhé. Đấy. Đèn pin siêu sáng như này là đèn XMLT6 nhé. Cái này giá thị trường đang bán là 200.000 các bác nhé. Đấy. Bao gồm một đèn pin, một quả pin, một sạc các bác nhé. Đấy. Các bác mua bơm bây giờ vừa rẻ vừa được tặng theo quà các bác đấy. Các bác mua những cái mẫu bơm nào được tặng theo cái đèn pin thì em giới thiệu cho bác luôn nhé. Đầu tiên thì không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác và anh em về cái mẫu bơm rẻ nhất hôm nay em đang bán ra trên thị trường nhé. Đây. Trên tay em đang cầm cái mẫu bơm này là bơm đồng hồ bé lọc ổ bé các bác nhé. Đấy, đồng hồ bé lọc ổ bé chân cành ngắn không gấp. Đấy, các bác nhìn này. Cái con bơm này hiện tại đang được bên em bán với giá 550.000, bao ship tận nhà cho anh em, đến nơi anh kiểm tra hàng trước khi thanh toán, bảo hành cho anh em 6 tháng các bác nhé. Đấy. Con bơm này bao cho các bác bơm khoảng độ tầm 180 cân cho đến 230 cân các bác nhé. Đấy. Phù hợp cho những anh em chơi một số cây truyền thống các bác nhé. Đấy, con bơm đồng hồ bé lọc ổ bé. Giá chỉ có 550.000 thôi. Bác nào muốn mua được con bơm này một giá tốt, một mức giá tốt hơn, các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để ép giá và mặc cả thêm các bác nhé. Đấy. Đây là giá bên em đang niêm yết và trên thị trường người ta đang bán như vậy nhá. Con bơm thứ hai lên cho bác con bơm này. Con bơm này là bơm FB con báo các bác nhé. Bơm FB con báo đây. Đồng hồ dầu 50 MPa, đồng hồ to, lọc ổn to, chân gấp các bác nhé. Chân gấp đây, logo con báo nhé. Con bơm này thì bây giờ xin thông báo các bác là giá đã quá rẻ rồi nhé. Trước đây anh em muốn mua con bơm này anh em phải bỏ ra khoảng độ tầm 8 cho đến 900. Hôm nay em bán cho các bác bao nhiêu ạ? 700.000, 700.000 một con bơm FB con báo đồng hồ to là ổn to chân gấp các bác. Đấy. Con bơm này anh em dùng khá là nhiều rồi, em nhớ khẳng định các bác là hầu như bác nào dùng bơm tay các bác cũng có thể là đã từng sử dụng qua cái mẫu bơm này rồi các bác nhá. Đấy. Con này giá thị trường đang 800 cho đến 900 tùy đường shop, hôm nay bán cho anh em tất tay 700.000 các bác nhé. Đấy. Bác nào muốn mua hàng vui lòng gọi điện đến hai đầu số này của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy. Các bác nhìn rõ không? Đúng không? Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Tiếp theo lên cho bác con bơm này. Các bác nào mà không thích cái mẫu bơm FB nhé. Đây, em mang cho bác một cái mẫu bơm mới làn gió mới các bác nhé. Đây. Các bác nhìn này. Bơm Honda. Đấy, xịn chưa? Quá xịn. Con này thì các bác nhìn từ cái đầu lọc ẩm này, nó đã khác bọt hoàn toàn này. Con này đồng hồ to lọc ẩm to, so con này không ăn thua gì các bác nhé. Đấy, chỉ có 50% thôi. Ê, xịn chưa? Quá xịn đúng không? Con này lọc ẩm to, đồng hồ dầu, hãng Honda, chân gấp. Con này thì các bác lưu ý nhé, trong này đã có sẵn nước làm mát trong bơm rồi. Bao cho anh em bơm cái mẫu này lên, cực kỳ là nhanh và nhẹ luôn, chống nóng con này nhé. Con này chống nóng siêu bền luôn anh em ạ. Đấy. Hiện tại mẫu này thì bao cho các bác bơm mức áp khoảng độ tầm 350 cân trên một nốt nhạc, không đến nốt nhạc thứ hai nhé. Đặc biệt là con này nhà sản xuất đã đủ sẵn nước làm mát ở trong bơm cho mình, các bác bơm thì nó không bị nóng thân bơm mấy các bác nhé. Đấy, cực kỳ là mát luôn, bơm bền khỏe xịn sang, bao cho anh em bơm nhanh bơm nhẹ. Mẫu Honda này nhé, hiện tại đang được bên em bán với giá 900.000, bao ship tận nơi cho anh em kiểm tra trước khi thanh toán nhé. Đấy. Còn lên cho bác cái mẫu cuối cùng thì em lên cho bác con bơm này. Các bác nào đã từng theo dõi kênh của em thì các bác cũng đã xem qua mẫu này rồi đúng không? Con bơm này là bơm VIP hiệu sư tử các bác nhé. Bơm VIP hiệu sư tử, đồng hồ to, lọc ẩm to, rất chi là xịn sò nhá. Chân thì chân gấp các bác này, chân gấp. Đấy, các bác thấy xịn chưa? Quá là xịn sang đúng không? Cái này đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu, ban đêm có dạng quang các bác nhé. Đấy, bơm VIP hiệu sư tử. Cái mẫu này bảo hành cho anh em 12 tháng nhé. Bảo hành cho anh em cái mẫu này lên đến 12 tháng luôn. Anh em nào muốn mua con bơm này thì alo đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy. Con này bảo hành cho anh em 12 tháng, bao cho anh em bơm khoảng độ tầm 350 cân, cũng rất chi là nhanh nhé. Hiện tại mẫu này thì bên em đang bán giá bao nhiêu? 1.200.000. Bao ship tận nhà cho anh em nhá. Mẫu nó bơm Honda này 900, mẫu bơm FB con báo đồng hồ to nó ổng to 700. Mẫu này 550, tất cả các mẫu bơm bên em đều bao ship tận nhà cho bác và anh em nhé. Đến nơi anh em đều được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đấy là quyền lợi của các bác, đặc biệt là khi các bác mua những cái mẫu bơm này 1.2 triệu và con bơm này 900 sẽ được tặng theo một cái đèn pin siêu sáng trị giá 200.000. Đặc biệt là con bơm Honda này lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam các bác nhé, đang được bên em nhập về phân phối chính hãng công ty các bác. Đấy, bảo hành cho em chính hãng lên đến 12 tháng con bơm này nhé. Con bơm này cũng vậy đấy, các bác thấy quyền lợi của anh em
cực kỳ là nhiều nhé khi mua bơm bên em các bạn. Đấy, tiếp theo lên cho bác và anh em con bơm bơm máy nhé. Đây, lên cho các bác và anh em con bơm máy Sihyongshin New Orleans nhé. Con bơm Sihyongshin này, bơm máy thì giá nó bây giờ nó rẻ rồi, trên thị trường nhiều shop đang bán 4 triệu mốt, 4 triệu hai. Hôm nay bán cho bác bao nhiêu ạ? 3.800.000, giá rẻ giật mình đúng không? Các bác cứ tưởng là không rẻ nhưng bây giờ rẻ là không tưởng. 3.800.000 bên em đang sale các bác nhé. Đấy, 3 triệu các bác chỉ cần bỏ ra 3.800.000 thôi sở hữu ngay một con bơm Sihyongshin. Thì các bác nào, anh em nào ở khu vực miền Bắc thì thêm cho em 100.000 tiền ship, anh em nào khu vực miền Trung miền Nam thêm cho em khoảng 140.000 nhé. Đấy thì các bác bỏ ra khoảng tầm 3.900.000 trên một tí, các bác sử dụng ngay con bơm Sihyongshin. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Con này thì đồng hồ dầu này, nọc ẩm to này, có ốc chống nổ xịn sò này, đây van xả áp đây. Cái mẫu này thì bao cho anh em bơm cực khỏe luôn và nhanh nhé. Thời gian bảo hành cho anh em lên đến 12 tháng thì anh em cứ yên tâm là nó đỉnh của chóp rồi đúng không? Anh em là cái con bơm CNC này đã được thời gian và 5 tháng chứng minh rồi, anh em cứ yên tâm mà sử dụng nhé, không phải băn khoăn gì về chất lượng. Giá cả thì em cam kết các bác mức giá em đưa ra cho bác là giá tốt nhất trên thị trường nhé. Còn bây giờ thì các bác nào muốn mua bơm tay nhé, ví dụ các bác thích con bơm VIP hiệu sư tử này, các bác gọi điện đến hai đầu số này của shop, các bác bảo em ơi bán cho một con bơm VIP hiệu sư tử giá là 1.2 triệu, em đưa các bác một lấy con này. Con này là bơm Honda giá 900.000, các bác bảo em ơi bán cho con bơm Honda, con này là bơm nhanh bơm nhẹ chống nóng phiên bản đặc biệt nhé. Đấy, có sẵn nước làm mát trong bơm rồi. Còn con này đang sale giảm giá cho em 700.000, bơm đồng hồ to là cũng to, FB còn báo con này là 550.000. Khi các bác mua hai con bơm này sẽ được tặng theo một cây đèn như này nhé. Em có 5 cây đèn để dành tặng cho 5 khách hàng may mắn nhất đầu tiên nhé. Nếu bác nào muốn mua bơm tặng quà thì các bác gọi điện luôn hai đầu số của shop để chốt luôn các bác nhé. Đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh đã theo dõi video. Chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin chào các bác.